Xin chào các anh các chị yêu kiểng lá nhé. Thì ngày hôm nay thì em đánh cái cây Black Coran này sang chậu, rồi tiện thể là em tách luôn mấy cái cây con này ra để em trồng này. Hiện tại cây nó đang có mấy cây con này, em tách ra trồng. Đó, cây con nó cũng lớn thế này rồi, lá cũng vào bàn tay rồi. Thì tiện nó sang chậu rồi em tách luôn. Đó, thì cái lá cây mẹ này thì nó cũng được khoảng 40 cm, hơn 40 cm rồi. Bắt đầu là nó bắt đầu lá già, lá nó già đi, bắt đầu là nó bóng lên này, đen bóng rồi. Coran. Đó. Cái này cao tầm 70. Rồi, giờ em tiến hành em tiến hành em tách cái này. Cái cây lớn thì em tách, những cây như này lớn, còn những cây nhỏ xíu như vậy thì em sẽ để lại khi nào mà nó lá nó đủ khỏe, nó đủ lớn rồi thì em tách tiếp. Thì mình cứ vén hết ra, vén hết giá thể ra rồi mình đưa cái dao vô, mình lách và sát thân của nó, sát thân cây mẹ là được. Mình lấy cái xong bắt đầu mình bới bới hết cái rễ ra, bới được nhiều rễ của nó thì cây nó khỏe hơn, ít rễ thì cây nó yếu. Đó. Cứ làm từ từ thôi, chậm nhưng mà chắc. Đó, nhấc cả cụm lên. Đó, đây là cái thành quả mà em lách cái chỗ này này. Đó. Chỗ này em lách với thân mẹ này. Thì cái cây con nó đã bắt đầu nó đẻ tiếp luôn rồi, đẻ nối. Đó, nó đẻ nối này. Anh chị để ý này. Đây là một cái nó đẻ nối tiếp này. Đó, đây nó cũng đẻ nối. Đó, vậy là hiện tại cái này em đang nhìn thấy là nó có khoảng hai cây con nó đang ôm theo. Đó, bộ rễ thì em lấy được hết như vậy này. Hết cái bộ rễ như vậy thì mình trồng vào giá thể thì mình trước mắt là mình không có cho phân để cho cái bộ rễ này nó thích nghi với môi trường, sau đó là mình mới cho thêm phân cho. Đó, cây của em tách này, cây này thì cũng được tầm 40 cm, lá thì khoảng 18 cm, một cây giống như này thì trên thị trường bữa nay người ta đang bán với giá là 300 cho đến 400 ngàn một cây thuần chậu. Rồi, em tiếp tục em tách thêm một cây này nữa. Cây này nó cũng lớn rồi, cây này nó cũng được khoảng 20 phân rồi. Rồi, cái xong thì mình cứ để đất lại thôi. Cây này thì cũng vậy, đánh thì mình cứ bươi hết cái giá thể này ra, bươi hết ra. Đó, bươi hết cái giá thể ra luôn. Khi nào mà thấy cái đường nối giữa cây mẹ với cây con thì mình dừng lại, rồi mình dùng dao mình cắt thôi. Đó, như vậy tới rồi này, tới rồi em sẽ dùng dao em cắt giữa mẹ với con như vậy. Chú ý là cắt chỉ vừa đủ vào cái lưỡi dao của mình, nó vừa đủ vào cái thân cây con thôi, cây mẹ con thôi. Cắt nhiều quá nó sẽ ăn vào cái rễ cây mẹ.
nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ bộ rễ của cây mẹ. Đó, mình cắt vừa đủ thôi, sau đó là mình lại bôi đất ra, mình lấy rất đơn giản thôi, cây này thì không có gì khó cả. Đây đây em đã xử lý xong cái này rồi. Đó, bộ rễ em cũng lấy được như vậy. Đó, bộ rễ có giá thể luôn. Cây này thì nó còn nhỏ cho nên nó chưa có đẻ nối được như cây kia, nhưng mà cũng cũng khá là khỏe, thấy rễ nhiều là khá khỏe rồi. Đó, thấy không ạ? Đó, vết cắt của em đây. Thì cái cây này nó dễ, mình có thể mình để khô, để tầm 30 phút hoặc 1 tiếng thì nó cho nó khô, mình trồng luôn. Hoặc là mình để đến ngày hôm sau, ngày hôm sau thì cây nó sẽ yếu đi, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì hoặc là có sẵn thì anh em bôi cái keo vào đây. Bôi keo liền sẹo giống như cây lan đó. Anh em bôi vào đây. Đó là mình có thể là mình trồng luôn. Còn những em là giá thể của em nó sạch thì em trồng luôn, em không cần bôi gì hết. Đó. Như vậy là em đã tách xong cái cây mẹ rồi. Thì đây hiện tại cây mẹ tách xong thì nó bị nghiêng như vậy. Thì em sẽ tiến hành em trồng lại cây này. Cái này lá nó lớn rồi, nó bị nghiêng. Bắt buộc là em trồng, chắc chắn là em sẽ phải lấy một cái cây em chống lên để em ghim nó lại như vậy cho nó cố định cái cây. Còn lại những cái mầm non như vậy thì mình trồng mình tránh nó ra, không có để đụng mà nó gãy. Để là tới mình lại thu hoạch tiếp. Cái cây cây Black Coral này thì nó thuộc họ Colocasia cho nên nó rất là ưa nước, ưa ẩm, ưa nước. Anh em trồng có thể trồng trồng trực tiếp ở trong nước được, hoặc là mình trồng cái chậu này thì mình để nguyên cái chậu này vô trong nước được, để cái chậu vô trong nước ngập một nửa cái chậu này được, phát triển rất là nhanh. Đó, em sẽ trồng sẽ chống cái cây như vậy. Mấy ngày sau là cái lá, mà những cái lá mà nó bị mềm như vậy này nó sẽ thẳng hết lên. Chào anh các chị, đây là cái lô Black Coral mà em đã tách xong này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em trồng cái cây này, trồng những cây như vậy. Em sẽ trồng, có sẵn cái chậu này, em sẽ trồng vào chậu này. Cái miệng nó 15 phân, cao cũng tầm 15 phân. Chậu này thì nó hơi lớn nhưng mà tiện có sẵn trong vườn thì em trồng luôn. Ok, giá thể thì em dùng sơ dừa, vỏ thông nhỏ, loại nhỏ đó, và cho chấu, cho chấu phun, cái này là phun đen luôn. Em trộn ba loại này với nhau thôi, vì cây Coral này nó cũng là cây thường thường thôi, không quá giá trị, cho nên là em chỉ trộn giá thể đơn giản vậy thôi, không có trộn quá cầu kỳ, quá nhiều loại nữa. Rồi giờ em tiến hành em trồng luôn. Thì cái cây này mình trồng thì cái bầu ở đây nó có sẵn như vậy rồi này. Thì mình trồng thực ra nó ngập đến cái phần trắng trắng này, phần trắng này là cái cây lúc mà mình tách nó lên đây này, giá thể đây, thì bây giờ mình trồng ở đây luôn. Đó. Đó, cho một lớp ở dưới trước, sau đấy thì chỉ đặt cái này thôi, đặt cây vô rồi mình thêm giá thể thôi. Trong này thì em không có bỏ phân, em đang
Em sẽ trồng trong khoảng tầm 1 tuần cho đến 10 ngày. Khi mà cây nó thuần, lá nó bắt đầu nó tiếp tục nó đẩy lên thì bắt đầu em bỏ phân tan chậm của Mỹ. Trước mắt thì bây giờ em trồng không vậy, cho nó thuần trước đã. Cái vết cắt nó dễ bị nhiễm trùng thì mình cứ trồng một thời gian như vậy trước, sau đấy thì bỏ phân sau. Đây, cái này cũng vậy. Cây giống thì cây Coran này, cây thuần chậu như vậy khoảng tầm tuần 10 ngày hoặc là một nửa tháng gì đó. Em xuất bán là em bán 150 ngàn một cây. Anh chị có nhu cầu thì tới đó inbox cho em, hoặc là điện thoại cho em theo cái số điện thoại mà em để góc góc trên bên phải màn hình á. Anh chị liên hệ với em ở Di Linh, Lâm Đồng nhé. Quê thì ở Hà Nam, bây giờ đang sinh sống ở Di Linh, Lâm Đồng. Đó, cây như vậy này. Đó, mình cứ giữ lại, giữ cái mức cố định của mình như vậy. Sau đấy là mình cho nó thể vào xung quanh thôi, không cần phải lèn quá chặt đâu. Cái này nó có cái sơ dừa, khi mà mình tưới nước vô là bắt đầu nó tự lèn chặt lại, nó ngậm nước lại là nó lèn chặt lại, là cây đứng im như vậy. Cái này nếu mà anh em có điều kiện mình mua một cái khay giống như cái khay đựng đựng phân của cái lồng chim á. Đó, cái khay vuông 50 50 hoặc là 50 100 gì đó. Là anh em mua cái khay đó rồi để nước ở bên trong. Rồi cây này mình trồng mình đặt vào trong đó luôn. Giống như môi trường bán thủy canh á. Đó là mình trồng như vậy thì cây này nó phát triển nhanh hơn nữa. Đấy, và nó rất thích hợp cái môi trường như vậy. Cao à. Tầm đây là vừa này. Đó, trồng thì nó khá đơn giản thôi, mình cứ đặt cái cữ cố định rồi là mình thả cây vô thôi, thêm giá thể là xong. Anh em mới chơi kiểng lá thì mình cứ chơi những cây bình dân như vậy trước này, nó vừa dễ trồng, nó vừa khỏe và nhân giống cũng nhanh. Đam mê thì nó phải đi liền với kinh tế, vừa là có cây giống vừa là có kinh tế thì là cái điều tuyệt vời nhất rồi. Ngày xưa thì em hay sử dụng cái phân phân gà nở của Nhật, nhưng mà thời gian xài nó cảm thấy nó bị nóng cây, nhiều cây nó bị thúi thúi rễ, đặc biệt là thúi rễ rất là nhiều. Sau đấy thì em không không có xài cái đó nữa, em xài phân tan chậm thôi, thì thấy phân tan chậm thì nó ổn hơn. Còn phân gà nở thì
Phân gà nở thì mình dùng khi mà cây nó đã ổn định và cho ít bột ở trên mặn thôi. Trồng cái này thì nó khá là nhanh, biết các anh chị sao chứ như em có cảm giác rất là thích cái cảm giác ngồi trồng cây này, ngồi tách cây này, ngồi ngắm cây này, cảm giác nó rất là thích, mà làm hoài mình không chán luôn. Nhiều hôm mà đêm chuẩn bị đi ngủ là mò ra bật điện lên để coi ngắm xong mới đi ngủ yên được. Nó cũng khá là thú vị. Một số anh em chơi chung với nhau mà chơi kiểng lá mà lại chưa vợ nữa thì gần như là bây giờ anh em không có nhu cầu đi tán gái nữa, thấy là toàn cây cối mà không có nhu cầu đi cua gái gì nữa. Đây cái cây lớn nhất mà em thấy này. Cái lớn này nó có mấy cái con luôn. Mình hơi chặt tay một xíu mà cũng coi chừng nó gãy cái cây con ở trong. Đó, vẫn vậy là ok. Như vậy là em đã trồng xong cái lô mà em mới tách rồi. Thì ở đây được 2, 4, 6, 8, 10, được 11 cây. Nó rất là nhanh thôi. Chỉ có 15-20 phút thôi là em đã tách xong rồi. Thì bây giờ em tách xong em để vào hồ em tưới ẩm cho nó, giữ ẩm cho nó. Là em để vào chỗ mát thôi. Là em dưỡng cây, khi nào mà cây nó thuần là bắt đầu em bỏ thêm phân. Đó. Thì nói chung anh em chơi cây thì thấy nó khá là đơn giản, không có gì khó hết. Từ từ mình tập dần với những cây bình dân trước rồi mình chơi hàng cao cấp sau. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé. Anh em thấy hay thì đăng ký kênh rồi like clip cho mình đấy. Cảm ơn anh em.